13 điểm mấy cường. Khó đánh phải lồn, mắc kích đánh khó phải lồn luôn hả? Reason M1 to the character menu. Cái gì đồ lại qua đây dữ vậy mấy bạn? Sao súng tùm lum vậy, biết sạc cây nào vậy? Nó trong lụm mà. Rồi tìm thằng Zavala này đâu. Rồi có cây okay à. Rồi mắc kích. Rớt một thằng nè. Ủa đẹp quá, đẹp quá. Ủa nhảy cao quá. Một thằng yếu máu rồi, yếu máu rồi, mất máu nữa rồi. Không đối rớt, rớt. Bắn em yếu rồi. Ai nữa bắn kia nè, ai nữa bắn kia để bắn tôi nè. Ba đứa. Ba đứa rớt, ba đứa rớt. Một đứa, một đứa này. Rồi, hai đứa nào, một đứa rồi. Rồi còn đứa cuối rồi, đứa cuối đâu rồi? Rồi đứa cuối đây, đứa cuối bên đây, đây. Để qua. Né được. Super shot. Qua. Rồi anh thấy rồi, anh thấy. 1 minute. Hold them off. Quá đẹp. Gì đánh cặp Soul Destroy với tụi Titan là đánh sợ lại. Thôi qua đó đi, mắc kiếp khó đánh lắm. Tại sao Rock nó giữ mà không dễ. Tại nó giữ mà không câu vợ đấy. Anh có shield, anh có shield. Một đứa đẩy rồi. Charge set. Now hold the line. Có shield nè. Hai đứa gục. Solo, solo. Mấy con hàng, tới đây, địt mẹ mấy con hàng, địt mẹ. Đủ mấy có shield nữa hả? Một đứa đẩy chưa shield nè ba. Rồi, còn hai cho anh chết luôn rồi. Ủa, về. Một đứa đâu rồi, trốn đâu rồi. Canh bom. Trời mình ba bốn đứa mà sợ thiếu gì. Nó đâu mất tiêu đây nè, đi tìm nó muốn nó luôn chứ sao. Trốn rồi, trốn kỹ vậy. Thua rồi, trốn chi nữa trời. Xếp KD rồi. Chắc xếp KD mẹ rồi. Chịu quá mày đâu còn nỉ. À hãy mày mặc lồn, mẹ. Đó rồi, Destiny. Thì mẹ chạy, nó chạy nhanh hơn em anh ơi. Dí em kịp. Đó nè. Nãy giờ nó không thấy nó luôn đó mà. Nó bên mắt kít á anh. Mắt kè đã, trốn kỹ vậy. Ủa mình set bên rock thì cuối cùng anh cuối cùng anh qua mắt kẹt. Nó tuốt trong mắt kít á, địt mẹ nó núp kỹ vai lồn luôn á. Mét núp up là gì. Đông quá mấy ông ơi. Lát hồi có mấy đứa ông vô cái ông vô tower là lát hồi có mấy đứa vô nó giúp ông á. Một đứa mắc kín nè. Rồi, để qua từ bên rock clear. Rock clear. Tông lắm, mắc kín hết rồi. Sao lắc vậy? Wow. Nó set mắc kẹt rồi, ơi, mắc máu. Sao lưng anh có là đứa? Để du hành mà. Mày cứ. Ba, không ai cùng ơi, để tao cứu mày ở quán. Quán. Ta bị giật. Tới luôn. Đi thiếu đi. Hay quá. Mày lên. Nghĩ đi thiếu không kịp rồi. Nhìn mày. Anh lâu nó nháy mày. Chắc là lên đây nè. Bù này. Clutch. Mình cứu quay xong nó ngồi đứng nhìn. Nó bị lag. Bị đơ luôn ba, không thấy gì luôn ba. Clutch anh không ngờ. Ulti. Anh đẩy vào nó, anh ulti đi. Rồi anh ulti đi, em sắp có rồi, em gỡ 2 mạng nữa em có rồi. Em sắp có. Này 4-1 rồi, 4-1 rồi. Để coi. Nên đẩy không. Ê, nó bật shield rồi, không đâu bật shield rồi. Bên tay mình bật shield rồi. Một đứa, hai đứa. Ba đứa. Thằng cuối đâu? Bốn đứa. Bốn đứa luôn. Bốn đứa 10 kill streak luôn. Đừng đùa với Titan. Cái gì nghĩa mạnh thôi. À, một ulti mà biết đẩy là đẹp lắm em ơi. Khi nghĩ lên cơn. Rồi đó, còn dán cuối rồi đó. Ai ulti luôn đi. Đừng có tiếc nữa em ơi, dán cuối rồi. Ừ, mất con ulti luôn đi. Đây vào. Hết hồn. Cảm ơn, make it. Make it.
Ồ trời, bom gì cũng chết hả? Nay vậy? Anh trời đại luôn. Mẹ sao tụi mày ngu vậy? Em á, làm cái chiêu. Cái chiêu mà đặt hai đứa chết rồi, nghe cho anh hai đứa chết rồi. Tôi không nhớ là tôi đang đánh. Ủa chết hết rồi, vô đi phiêu đi. GG. Nay mệnh tay quá nè. Quá anh được cái súng gì, súng phóng lựu gì nè. Đồ má, nó cho em cái súng lục có rồi, cái súng lục đỏ có rồi. Kìa. Đó, Titan đã quá đây mày. Titan Master Race. Không bao quay. Nó đặt bom rồi. Bật kia. Rút về đi quay. Chơi. Mắc ngang trong mắc kẹt luôn. Hay quá. Thằng cuối ở đâu vậy? Chết rồi. Tôi giết rồi, tôi đập nó vào phát ngay mặt nó. Charge diffuse. The gang is all here. Cái màu quá quá ha. Đâu thế, nó khác luôn, nó khác hơn nhiều luôn không? Tôi thấy nó đâu giống màu quá đâu. Rồi đó đi, ok. Ủa, gắt. Không, chị 2, sao chị 2 2. Ulti Golden Gun hay gì vậy? Không. Em cầm cái gì vậy? Cái còn lại á. À, thương á, cái thương á. Có shield mà. Nó mong. Basicon gì á. Đó là một ulti luôn rồi. Cứu tôi nổi không? Mẹ! Ulti! Nó gần chết luôn rồi, cái thằng ulti gần chết rồi. Coi chừng nó quất ulti á. Còn một rồi, ngay trong sai. Khoan, biết lại chừng nào nó vô, biết chỉ chưa. Qua trái em rồi, phải em rồi. Tai! Hay quá. Tai clutch mẹ rồi. Như giờ tai clutch 2 pha rồi đó. Em quất anh Tây hết hai đứa rồi đó. Nice, đẹp vậy. Anh chưa có anh Tây sắp rồi. Để dành nhán 5, nhán 6 gì á, đánh anh Tây. Tại tình đánh anh Tây ngon. Ừ, tôi chỉnh nút khác. Một đứa gì vậy? Hai thằng. Market. Double down. Một đứa market nữa nè. Một đứa mong chết rồi. Thôi thằng kia yếu rồi, nghe mất chết rồi, nice. Rồi chết luôn. Nice. Đù mà mấy bạn chơi vui vãi, tôi đang đau. Má chơi đau từ tối không đau mà, đánh competitive đánh hay với luôn. Tao quên mà, tối mày có chơi không? Có, tao đang chơi này đánh competitive hay lắm mà. Ê vậy có gì tối lên, tối lên kéo tao nha. Ừ, rớt, đến ulti rồi, sao mất ulti rồi, the fuck, mới có ulti mà. Em sao có ulti à? Anh còn 1% nữa anh có con tùy rồi, có con tùy rồi nè. Vậy thôi, để anh bật cho. Giữ đi. Ai giữ đi. Ủa tụi bay có đi cày cấp gì không hay là chứ, mới vô nó này không, mới cho full cấp luôn rồi. Mới vô nó cho mày full. Ê, Nova Bomb. Có đã vậy. Mẹ nó Nova Bomb. Double. Còn hai đứa đâu. Đặt bom vô. Anh đi đẩy. Đụng mấy gì có gì tối lên chơi nha Nghĩa. Ừ, nó ngay trên. Một đứa nữa nè, rồi còn cứu đứa cuối à. Thằng kia nó không biết anh tới luôn á, cứu đi anh canh nha. Nó rồi, thằng cuối rồi, đừng để cho nó hồi sinh ngay nhà nha. Thằng lồm nó quăng, nó nhắm á chỗ anh luôn kìa, đúng rồi, nó nhảy dưới á. Nó xuống dưới rồi. Thôi hết đạn đúng lúc vậy. Một phát bể mặt, ui ăn kẹt, what the fuck. Nó ngủ chút xíu á. Yeah. Cười quá. Anh đang hồi siêu. Đặt bom nha. Rồi, đặt anh canh. Chắc anh nghĩ nó đẩy, nó nghĩ mình đi mắc kẹt hay sao. Anh nghĩ là vậy. Em nghĩ nó móc. Phía nhà mình. Một đứa yếu rồi. Hơi yếu rồi.
đi chết. Nice. Một đứa trong sai hay sao? Đẩy lên sai á. Một đứa ngay nhà đó, một đứa ngay nhà đó. Vô sai luôn. Chết. Gặp Titan là chết. Neutralize. Nó bỏ rớt mà nó qua mét kit canh hết luôn à. Ừ, nó canh một bầy bên mắt kẹt luôn á chứ. Cần không? Ok. Đang mắt còn bị đẹp chui chết mẹ luôn rồi mà. Mắc kẹt nè. Rớt một đứa. Ôi, mấy thằng này có sniper quá. Đứng ở nhà cam không à. Đẹp mẹ, rớt nó đẳng. Thôi để anh, để em canh một mình luôn. Để anh qua phụ thằng Tài á. Em chết mẹ. Yếu rồi, yếu rồi. Lên tầm nó không cover em. Chết rồi, chết rồi. Còn đứa nữa, còn đứa nữa. Còn. Nice. Để qua qua đi cứu thằng Tài coi. Một đứa móc nhà mình. Yếu rồi. Thôi còn một đứa nữa. Nghe cho anh chết luôn á. Okay. Nó chạy qua không mắc kẹt đâu, nó chạy qua mắc kẹt rồi. Một hàng cuối có mắc kẹt đó, đứng ngay chỗ mắc kẹt luôn á. Hold them off. Chết chắc. Thằng Titan còn lại của mình ngáo cái lồn luôn. À, đánh yếu á, cầm Titan mà không biết đánh gì hết trơn. Đù nó đéo gì được bạn nào, nó đéo hỗ trợ được bạn nào. Mày đùa thôi chứ. Qua mắt chết đi. Ủa mà hơi căng. Ờ tụi này đánh Min, tụi nó chạy được mình bên cái Rocks rồi. Đánh ý mình, nó biết ý mình. Nó hiểu cách mình đánh mình Rocks rồi, nó thắng không. Nó ép hay chứ. Nó đánh mình, nó ép mình không rồi. Chắc là giờ nghĩ mình qua Rocks sao, giờ bắt kẹt không khác ai nè. Nên em đẩy vô luôn. Ê, có hàng ngay nhà. Tôi xong rồi. Từ, đến rút về. Trời ơi. Gì ta, qua lóc rồi, anh đi. Ui, chạy. Một thằng chết, anh giết một thằng rồi. Anh có ulti rồi, để anh bật luôn cho mình. Ôi, đi mẹ. Ồ, nó qua nó bắn. Đâu qua bơm nữa. Qua lóc mua nó qua bơm nữa. Clash ulti Titan. Don't fuck with Titan, man. Mẹ. Clash hay chưa? Được cái gì luôn. Ừ, anh nghĩ cái pha đó anh né cái vụ cái ulti của thằng kia rồi, né ulti của thằng kia rồi xong cái anh giết được một thằng. Là tụi nó còn 3 thằng. Ừ thì đó anh nghĩ là nguy cái chỗ đó nó đẩy hai mấy kia nó rút ulti rồi cho ăn. Nếu mà giờ nó hết ulti đúng không? Thì bờ mình cũng mất con cái ulti à. Mọi người để ulti đi. Một kit. Ờ, hai nova, hai rớt. Trời, nó bắn nó yếu lắm luôn rồi. Ôi, nó dí rồi. Ê. Ôi, hay quá. Tài ơi, Tài cứu mạng anh đó. Nó bắn gần chết sắc anh trưởng thế. Chết lù đại, rocket nó xài rocket nó kìa. Hoàn quá. Đó. Ơi đi rồi. Một đứa bên quay á. Rồi này. Rồi nice. Chết tao mày. Xem bắn này đánh ghê quá. Sao tao rồi. Rớt. Giờ qua rớt đi. Một người đánh người qua rớt đi. Bánh giờ này hòa luôn á. Nó đảm bảo là nó sẽ canh rớt một đứa hoặc hai đứa gì. Nó chia dắt chia team ra. Canh hết. Anh có siêu nè. Một đứa rớt nè. Yếu rồi. Okay. Ê, mà này bộ ulti giảm vậy. Trời má, thằng Titan mình bực. Má thằng Titan mà ulti lẹ quá. Titan quá nghe. Một đứa rớt. Ờ không sao, không sao, chết rồi. Còn một đứa, Thằng móc chết rồi. Ê, quay ông Valkyrie đúng không? Là Valkyrie đúng quay. Nice. Nice. Giang quyết định rồi, 5 năm à. Cái này mà attack thì dễ ha. Giờ mình bị phê. Bật nãy cái phá đó nó bật ulti. Xàm quá. Lẹ quá chứ dù ulti, nếu mà muốn bộ ulti nó đẩy lên luôn cho rồi. Sao có ulti à? Giang cuối rồi đó. Câu giờ đi.
một đô rush, một hai giây. Ơi, bị ép, bị móc. Móc rồi. Ôi, vô sai rồi. Đưa hết rồi, để chơi rush này. Hai đứa rush rồi, em chết luôn rồi. Ngay cái cầu á. Ngay chỗ tài á. Còn đứa nữa, Hunter nữa. Hai đứa nữa. Sau lưng quay. Sau lưng. Nice. Ép á, rồi, nice, GG. Có vẻ lắc. Hello, Titan còn lại để biết là Black Scorpion. Do it again.